Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Góp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cây an xoa uống như thế nào hiệu quả tốt nhất. Cây an xoa uống như thế nào để có hiệu quả tốt nhất? Cây an xoa là cây thuốc nam chuyên điều trị bệnh gan, đặc biệt là hỗ trợ rất tốt cho người bệnh ung thư. Cây an xoa có thể dùng độc vị hoặc kết hợp với một số vị thuốc khác như nấm liêm xanh, sáo tam phân, tam thất bắc, vân vân. Cây an xoa sau khi phơi khô cần sao vàng hạ thổ, sau đó rửa sạch và sắc uống. Cây an xoa có thể dùng để điều trị bệnh hoặc tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh cho người khỏe mạnh. Cây an xoa có thể gây tiêu chảy với một số người chưa quen, trường hợp này là rất hiếm, do đó trong 3 ngày đầu tiên nên dùng với liều lượng từ 50 đến 100 gram, nấu với 1,5 lít nước còn 1 chén, nấu lần 2 với 2 lít nước còn lại 2 chén, hòa chung 3 chén lại và uống trong ngày, chia ra uống nhiều lần. Những ngày sau đó cơ thể đã dần thích nghi thì dùng mỗi ngày từ 100 đến 150 gram cho mỗi lần nấu, uống hết trong ngày không để qua ngày hôm sau nhé. Người khỏe mạnh dùng cây an xoa để thanh lọc cơ thể nên dùng từ 50 đến 100 gram mỗi ngày. Cây an xoa uống như thế nào? Nên kiên trì dùng cây an xoa ít nhất vài tháng. Vì là thuốc nam nên không thể ngày 1, ngày 2 mà khỏi bệnh được. Đừng nóng vội mà bỏ nửa chừng nhé. Trong quá trình uống cây an xoa nên chú ý uống nhiều nước, ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày để tăng cường khả năng thanh lọc thận, giúp thận khỏe mạnh và làm việc tốt hơn. Và đi xét nghiệm gan sau 3 tháng dùng cây an xoa. Một số thay đổi khi dùng cây an xoa: những ngày đầu thường cảm giác bụng sôi sùng sục như bụng đói, cồn cào, khó chịu, nhanh đói. Đi ngoài nhiều lần, phân sệt sệt, mùi rất tanh hôi. Dùng 2 tuần sẽ thấy có cảm giác ăn ngon và ngủ ngon hơn. Như vậy bạn đã biết cây an xoa uống như thế nào rồi chứ? Thật đơn giản phải không nào? Cây an xoa khá dễ uống, mùi thơm nhẹ nên hãy kiên trì dùng để đẩy lùi bệnh tật nhé. Cây an xoa được biết đến với những tác dụng mạnh trong điều trị các bệnh gan. Cây an xoa còn giúp tăng cường sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và giúp cơ thể phòng ngừa các bệnh về gan, giảm tác hại của bia rượu, thuốc lá, thói quen xấu lên gan. Thực tế đã có nhiều người dùng cây an xoa, sức khỏe đã có những chuyển biến rất tích cực. Giá bán cây an xoa tại Nguyễn Trần Góp với giá 130.000 đồng một ký. Khi mua 5 ký, các bạn sẽ được tặng 1 ký kèm theo 3 trái hạt giống để có thể tự gieo trồng. Liên hệ mua cây an xoa tại Nguyễn Trần Góp. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Góp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.